bị tung tin ác ý đã qua đời, Nhật Kim Anh bức xúc lên tiếng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Long Thành cầm giả ca phải khẳng định lại một lần nữa mình còn sống để đáp trả những tin đồn thất thiệt. Sáng ngày 7 tháng 8, tại một số nhóm kín trên mạng bất ngờ xuất hiện thông tin ca sĩ Nhật Kim Anh đột ngột qua đời sau chuyến lưu diễn ở Hàn. Để khẳng định thêm tính chính xác của nguồn tin này, những người chia sẻ bài đăng còn cho biết rất nhiều đồng nghiệp bạn bè của giọng ca sinh năm 85 đã tới chia buồn cùng gia đình vào sáng ngày hôm qua. Ngay sau khi bài viết được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng đã thực sự hoang mang bởi thực tế đã một thời gian dài chưa thấy bà mẹ một con xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trước những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến danh dự và tính mạng của bản thân, Nhật Kim Anh đã vô cùng bức xúc đính chính trên trang cá nhân. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi chết hồi nào? Tôi còn sống nhăn răng nè. 2 giờ toàn mấy trang câu like bất chấp thủ đoạn vậy không biết. Nữ ca sĩ phẫn nộ viết. Trước Nhật Kim Anh, rất nhiều nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Chí Trung, Sơn Tùng MTP cũng từng trở thành nạn nhân của trò câu like rẻ tiền, khiến dư luận cũng như những người trong cuộc không khỏi bất bình, phẫn nộ.